tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định và lạng lách đánh võng hiện đang có những diễn biến phức tạp. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, xử phạt để xử lý dứt điểm tình trạng này, sáng ngày hôm nay ngày 8 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân xử phạt, nhưng vi phạm thì cứ diễn ra tràn lan. Ghi nhận của phóng viên VTC 14. Đi ngược chiều đường và không đội mũ bảo hiểm, bỏ chạy khi lực lượng cảnh sát giao thông tiến lại gần. Khi bị bắt rồi thì gọi điện cầu cứu người thân. Đã, vì em nghĩ là đừng gần, em qua xong em về luôn. Mình có thể trên đội mũ bảo hiểm không ạ? Mình thoảng ra ngoài đi xa em đội, thì việc gần nhà thì em phải đi không mũ được. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều có độ tuổi từ 18 đến 30 và họ đều có lý do chính đáng bao biện cho hành vi không đội mũ bảo hiểm. Chủ quan, em đi một đoạn và em ra ngay biển xe, em đưa hàng biển xe em về nhà em trong chợ. Thì em ở dưới Lâm Du mà, thì ngay từ trường đi ra luôn nên là quên không cầm mũ đi. Thì là đón các cháu buổi sáng, đưa các cháu đi bằng ô tô nên là quên không cầm mũ. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an thành phố Hà Nội cho biết, thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đang là thực trạng đáng báo động. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ va chạm, tai nạn nghiêm trọng. Thì các cái đối tượng không chấp hành mà khi thấy lực lượng chúng tôi làm nhiệm vụ ấy, thì các đối tượng thường là tìm đường khác để đi. Hai nữa, nếu không có đường khác thì là hay tăng ca và lao thẳng về phía trước, khiến gặp có không ít khó khăn cho chúng tôi. Ví dụ chúng tôi cương quyết mà để dừng xe thì là đối tượng lao rất mạnh, nó dễ xảy ra các cái va chạm. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội lấy chủ đề an toàn giao thông là năm văn minh đô thị với thông điệp tính mạng con người là trên hết. Với những hình ảnh vi phạm kiểu như thế này thì chắc chắn Hà Nội vẫn còn nhiều việc phải làm.